Mentor Trip USA High End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Flex Extension, dòng BioArc USA High End. Các bạn thấy cái máy trước mặt của Duy có xịn sò không? Đây là cái máy rất quan trọng trong ngày tập chân. Mà cái dòng hệ máy Select Ride nó phải có, đó là cái dòng Flex. Flex gì? Flex Extension. Flex Extension để tập tạo nét cơ đùi trước. Động tác là tập tạo nét cơ đùi trước. Phải có, không có cái đùi như đùi heo á. Đó là nói thật. Đây, bạn nhìn cái động tác tập của những cô người mẫu tập nó như vậy nè. Duy tập đẹp hơn chút. Nhưng mà các bạn nhìn cái căn bản trước đi. Nhóm cơ tác động là nhóm cơ đùi trước, là màu đỏ nè. Thông số chữ nghĩa dịch có hết. Đây là cái hệ máy PA Power. Đường cong sinh học. Vị trí chỉnh máy, có gì chỉnh không? Thường á, mấy thằng máy Power là chỉnh con chỗ chỉnh nè. Đây, cái vị trí này. Tất cả những máy của túp sức bạn cầm chốt bạn kéo ra. Thấy chưa? Để chỉnh cái cây ở dưới. Cái cây ở dưới có tác dụng gì? Nó làm cho bạn cái răng đó, nó dài hơn. Vị trí càng sâu phía trong, răng nó càng dài nha. Vị trí này răng ghê nhất nè. Vị trí này là răng nhiều nhất. Rồi cái vị trí này là răng cua bắp nhất. Đó, Duy thì Duy tập vị trí răng nhiều nhất. Duy là tập khó nhất không à. Rồi để đây. Rồi cái này nè, nó tự động nó freeway. Này cái này nó tự động nó freeway, nó không làm cho bạn bị chấn thương cổ chân và nó làm cho bạn xoắn cái cơ đùi trước nhiều hơn. Đây là cái thiết kế nó rất là tối ưu. Mà mình khen cái máy này nó vô nghĩa. Cái máy này nó đỉnh cao của nhân loại thể hình rồi, không có gì để khen hết. Mà chỉ là giới thiệu để cho các bạn sử dụng nó một cách tốt hơn. Rồi bạn đi nhìn đi, thường máy nó thiết kế nó có chuẩn. Cái này thì cục ốc nó không có chỉnh được nha. Cái gì mà vàng vàng là có thể điều chỉnh được. Nhìn thấy này không? Ở cái động tác này á, thì các bạn nè, chỉnh là chỉnh cái này, chỉnh vào cái này. Rồi á, cái đùi gối á, ví dụ bạn tưởng tượng đùi gối bạn quay được con ốc bù lon ở đây đúng không? Bù lon tán nằm ở đây nè. Thì con ốc bù lon tán ngay đây nó phải trùng với ngay đây. Ngay đây nè, nó phải trùng với ngay đây. Ngay đây nó phải trùng với trục quay này là chuẩn nhất. Vị trí để chân hẹp cũng được, rộng rộng tí xíu cũng được, để cho thoải mái thôi. Nó khác nhau chút xíu dễ cơ tứ đầu thôi. Thấy lạ chưa? Rồi cái vị trí này là freeway, mình điều chỉnh. Vị trí mà mình điều chỉnh, vị trí ghế điều chỉnh. Có 3 vị trí để chúng ta cùng điều chỉnh. Để chúng ta tạo được cái cảm giác thoải mái nhất. Đầu tiên vô cái ghế, các bạn phải tạo được cảm giác thoải mái nhất để các bạn tập. Sau đó chúng ta chỉnh mức tạ phù hợp. Rồi, Duy sẽ tập thử. À, cách vô. Nhưng mà đôi khi á, đến với THL Gym á, thì các bạn có một số điểm mình chưa biết. Đối với hai máy này vô, thọt cái chân này vô trước để lẫy nó ra một miếng. Hiểu chưa? Chứ giờ vô không có ngồi trước vô cũng được. Nó ngồi vậy sao vô? Nên các bạn đi vô nè. Tưởng nó dễ nhưng mà nó không dễ. Thọt cái chân vô đây trước. Để qua đây, hấp này lên, ngồi vô, chân này đi qua, chỉnh phát nữa rồi ngồi ngay ngắn lại. Mình chỉnh cho nó phù hợp với mình xong, mình mới vô mình ngồi mình tập. Chứ không phải mình vô mình ngồi mình tập xong mình mới chỉnh. Lúc mà mình chỉnh là mình chưa tập, mình chỉ ngồi thử thôi. Tại vì khi bạn chỉnh tới lui xuôi ngược á, nó chưa vô vị trí khớp, bạn chưa tập được thoải mái nhất đâu.
ăn tiền bảo đảm bạn máy này tập tốt hơn nhiều so với cái máy mấy cái máy mà nó cố định á, độc quyền mà. Đi ra cũng vậy, chân nào vô bước ra, đặt bên đây, đứng xuống, rút chân này ra, đi bình thường. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường trong sinh học. Bioạt. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.